Đại gia đình chúng ta an lạc với ai với Đạo Phật. Cái thời gian tu của chúng ta không có nhiều, nhưng đặc biệt có cái là mình tu không có ngán, nên mình tu suốt. Khi những đức áp dụng những thời khóa tu này, những đức thấy những người mà thí dụ như người ta ở cốc hay là tu mà trong thắt được, mà áp dụng thời khóa vừa vừa này mà cả ngày mà tu là những đức nghĩ tu an lạc lắm. Cái đặc biệt là mình áp dụng một phương pháp tu mà tu hoài không ngán. Thí dụ như ngày những đức đưa lên thời khóa năm thờ tu, nhưng mà tu ít gì thì tu hoài, cũng như suốt thời gian những đức áp dụng thời khóa tu này, những đức thấy nó rất lợi ích. Nếu như những người mà người ta chuyên niệm Phật mà dùng phương pháp niệm Phật Recording lễ Phật stopped. làm chính để sám hối thì cách tu này là không bao giờ ngán. Thật sự, nếu như những đức đưa lên thời khóa mà hơn 2 tiếng hoặc 2 tiếng là những đức nghĩ ngán. Nghĩa là những người tu được nhưng nhiều người tu không nổi. Nên những đức thấy rằng là cái cách tu làm sao mà ai cũng tu được. Người lâu tu thì càng thèm, mà người mới thì cũng đeo theo được. Còn riêng chúng ta tu có thời gian lâu thì lúc nào mình cũng áp dụng niệm Phật thêm thì quá hay. Nên những đức thấy rằng là những người ở cốc đồ mà chịu mà áp dụng từ khóa tu này là đặc biệt lắm. Chỉ cần chiếc điện thoại thôi thì đây gọi là đạo tràng di động rồi. Chiếc điện thoại thôi là áp dụng tu được rồi. Tới giờ là mình cứ lên mình tu chung với nhau, số lượng người mấy ngàn người tu niệm Phật. Cách này đặc biệt hay. Nên Ấn Tổ thì nói câu hay mà chúng ta mà khi chuyên niệm Phật lễ Phật này là đại sám hối. Ấn Tổ ngày nói rằng là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Vì sao niệm Phật mà phước sanh vô lượng? Vì sao lễ Phật mà tội diệt hà sa? Vì nhớ kỹ là cái chữ Phật á, là khi mình niệm lên á, là nó giải cái lúc mà mình buồn giận hận trách. Giống như trong kinh Đức Phật nói rằng là nghiệp lực của chúng ta tạo không có hình tướng, nhưng quý vị phải nhớ rằng là đối với phàm phu chúng ta là có nghiệp. Đối với người nào mới là tạo nghiệp không có hình tướng là do những người không tình chấp vào nghiệp, còn chúng ta là do ái chấp dính vào nghiệp. Nên từ nơi đó mà vô lượng kiếp chúng ta cứ quay quằn mãi ở trong lục đạo luân hồi dai dả suốt luôn. Nên cần cái niệm Phật lễ Phật, dùng danh hiệu Phật này. Chứ Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là giải buồn giận hận trách, giải những thứ không vừa lòng không vừa ý. Thí dụ như giờ mình sinh con, nuôi con không lớn, con bất hiếu với mình, nếu như mình mà không niệm Phật, không giác ngộ thì mình sẽ buồn trách con, vì sao mình nuôi con mà bây giờ con không nuôi mình, không lo cho mình. Nên mình buồn mình trách nên nó thành nghiệp. Nghiệp là do chấp, nghiệp là cái quay lại, hiểu chưa? Nên niệm danh hiệu Phật này, danh hiệu Phật là giác ngộ, dùng cái giác ngộ này để hóa giải cái chấp vào cái nghiệp đó, nên gọi là danh hiệu Phật là hóa giải cái nghiệp. Nên dùng cách niệm Phật lễ Phật để sám hối. Sám hối là gì? Sám hối là hóa giải. Sám hối là hóa giải. Mà cái cách niệm Phật lễ Phật sám hối là thù thắng nhất. Một là gì? Cách tu này quá nhẹ, dễ tu, làm cho mình an lạc tâm. Mà khi tâm đã an lạc thì mình sẽ không giận không trách nữa. Vì nhớ nha, tại sao có những người ta tu nhiều mà ta lại sân si? Vì khi người ta tu quá mệt mà danh hiệu Phật người ta tu thì người ta lại không hiểu được cái nguyên lý là danh hiệu Phật là quá giải. Mà người ta ép vào cái tu là quá nhiều, nhiều sanh ra cái mệt mỏi. Mệt mỏi mà thấy người ta tu ít thì bản thân mình lại thấy bản thân mình tu nhiều. Thấy bản thân mình tu nhiều quá mà người ta tu ít, người ta không bằng mình. Mà cái tâm mà nghĩ người ta không bằng mình thì nó sanh cái nghiệp. Mà cái nghiệp chấp này nó sanh ra cái ngã. Mà cái ngã nó sanh ra người nó khó tính. Nó rất là khó tính. Nên vì thấy có nhiều người ta tu rất nhiều mà ta lại khó tính.
Đó, giống như bây hôm như Đức gặp cái gia đình này cũng niệm Phật không à, mà ông chồng mà cái quy định thời gian của ông là một ngày ông phải lễ Phật 10 tiếng, chồng lễ Phật xong lễ dữ, ngày nào cũng lễ 10 tiếng, mà bà vợ với tu theo mình thì ngày năm thờ thì chỉ có 4 tiếng thôi. Thì ông chồng này ông nói với bà vợ, ông nói một câu nè: tôi không tu thì thôi, tôi mà tu là phải lễ Phật 10 tiếng. Bà tu có 4 tiếng mà cũng nói chuyện với tôi. Thấy không? Đó. Tuy là 10 tiếng nó quá tốt luôn, nhưng mà cái tâm mình lại thấy mình hơn người khác. Cái này là cái mê này quý vị. Tuy niệm Phật mà không giác mà mê. Nghĩa là mình 10 tiếng thì cái điều đó khả năng của mình. Còn người ta tu 4 tiếng thì khả năng của người ta. Miễn làm sao mình đừng đối lập với nhau. Giống như anh có sức mạnh anh vác 100 kg, tôi sức tôi yếu tôi vác 50 kg, chứ bắt người ta vác 100 kg sao ta vác nổi. Đó, cái này hồi xưa nhà Đức mới vô chùa cũng bị luôn, làm cư sĩ bằng đi 12 giờ khuya nhà Đức dậy, nhà Đức tu cho tới 7 giờ sáng. Tu xong sáng nhà Đức nói chuyện với chúng là nhà Đức chửi chúng sùm hết, nhà Đức nói chúng không bằng những Đức. Ghê không? Thấy kinh không quý vị? Nên hết sức là cẩn thận. Nó có khi tu nhiều cũng phải hết sức cẩn thận cái tâm mình. Ghê lắm. Cái vi tế của cái ngã tâm nó kinh lắm, không phải đơn giản. Nên mỗi người mình phải biết danh hiệu Phật. Vì sao niệm mà công đức vô lượng? Là do gì? Danh hiệu Phật này nó giải những cái tâm buồn dặn, nó giải những cái hạn trách, và nó giải cái tính khó khăn. Khi niệm Phật rồi nó dễ tính, mà đã dễ tính là tha thứ, mà tha thứ thì tiêu nghiệp thôi. Bây giờ quý vị cứ nghĩ lúc nào mà quý vị tu mà an lạc mà không buồn giận hận trách ai là quý vị thấy nó không còn cái nghiệp gì nữa chứ. Nhưng khi quý vị thấy nó bực bội khó chịu là quý vị thấy nghiệp tới rồi đó. Tại vì nó không có cái tướng nghiệp, nhưng mà do mình chấp tướng. Nên lúc nào mình bực bội khó chịu là nghiệp đã đến rồi. Còn lúc nào quý vị thấy thoải mái an lạc là tiêu nghiệp. Có nghĩa là mình ở cõi này nghiệp đến và nghiệp đi, nghiệp đến và nghiệp đi, thì không có tướng nghiệp. Giống như mây vậy đó quý vị. Vì nhìn lên bầu trời có thấy mây bay bồng bềnh vậy đó. Mây bay xong tan, tan xong tích tụ thành mây. Cứ vậy làm hoài. Nên từ nơi đó mà bản thân mình tu tập, danh hiệu Phật này là danh hiệu quá giải. Quá giải cái buồn giận hận trách, không vừa lòng không vừa ý. Đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình phải nhận thức được niệm Phật vì sao? Công đức vô lượng. Vô lượng là do mình giải được cái tâm buồn giận hận trách. Là tu ra một cái tính người dễ, dễ tính, tha thứ, khoan dung. Đó, nên khi nhà Đức lên đây nhà Đức tu thấy có nhiều cụ lúc trước ở chùa bây về nhà, giờ bây giờ ở tu. Có rất là nhiều người cái quan niệm mình bị sợ hãi chỗ này cũng bị thất bại nè. Giải tâm chỗ này nè quý vị. Bị sợ hãi là khi chúng ta ở nhà niệm Phật một mình dụng công mình tu. Sợ khi cặn tử nghiệp của mình không ai hộ niệm cho mình, nên bản thân mình bị lẻ loi. Người có tính này gọi là không tin vào bổn nguyện. Người có tính này không tin vào bổn nguyện. Những Đức nói cho quý vị nghe, dù cho 100 người xung quanh hộ niệm cho quý vị mà quý vị không tín nguyện thì quý vị vẫn là kẻ cô đơn. Vì sao biết không? Vì khi mình không gầy dựng tín nguyện thì dù là 100 người xung quanh quý vị hộ niệm cho quý vị, nhưng quý vị vẫn không thấy một người nào hộ niệm cho quý vị hết. 100% luôn. Không thấy một người nào hộ niệm cho quý vị hết. Vì sao? Hoàn toàn lúc đó quý vị bị mê hoặc điên đảo. Mắt không thấy gì hết, tai không nghe gì hết, cơ thể không còn biết gì hết. Người này là người không có tín nguyện niệm Phật thì dù 100 người hộ niệm quý vị cũng là như không có ai hộ niệm hết. Nếu như quý vị hoàn toàn tin vào bổn nguyện niệm Phật, dù quý vị có một mình ở nhà cũng đừng nên sợ hãi. 100% quý vị, nếu quý vị là người tín nguyện niệm Phật, khi quý vị cặn tử nghiệp một mình ở nhà, Phật A Di Đà, bổn nguyện của Ngài tự nhiên điều chỉnh có người đến nhà quý vị để giúp đỡ cho quý vị. Nhưng Phật A Di Đà đã điều chỉnh đến thì không phải người bình thường nữa. Thật sự, không phải người bình thường nữa. Người này phải là người đặc biệt đến là giúp thiệt, chứ không phải là giúp cho qua loa quý vị à. Tại vì quý vị là người niệm Phật cảm với bổn nguyện. Tổ sư nói rằng
Cái khả năng của chúng ta khi cuối cuộc đời mà tỉnh táo, cái khả năng này không phải của mình. Vì mình là mang thân tứ đại mà cuối đời lại trả gì cho tứ đại. Thì chúng ta là cái căn tính mình, trong thời mạt pháp này mình không có khả năng đó. Mà mình có được cái khả năng mà tỉnh táo chỉ đúng một chỗ thôi, đó là do mình tính nguyện, tin vào bổ nguyện. Nên mình tin vào bổ nguyện nên bổ nguyện gia trì. Lúc mình niệm Phật chưa đạt công phu, nhưng do tin Phật nên Phật phóng quang. Khi Phật phóng quang rồi, con người của mình tức khắc tỉnh táo. Và mình nghe được có Phật hiệu và niệm có Phật hiệu được. Khi cuối cuộc đời từ 1 niệm đến 10 niệm. Người mà cuối cuộc đời tỉnh táo niệm từ 1 niệm đến 10 niệm không phải khả năng của mình. Bổ nguyện thì mình tin rồi nhưng không có khả năng đó. Nhưng chỉ có bổ nguyện gia trì Phật quang phóng ngay mình. Bản thân mình được Phật quang soi dịu. Nên con người mình được tỉnh táo và niệm danh hiệu Phật để thành tựu con đường giảng sanh. Nên tổ sư nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tính nguyện hay không. Còn phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Nếu như quý vị không gầy dựng tính nguyện mà lo sợ cái cuối cuộc đời không có người hộ niệm là quý vị sẽ bị thất bại. Quý vị phải nhớ rằng hộ niệm là một điều rất tốt. Nhưng nếu mỗi ngày quý vị không gầy dựng công phu là quý vị sẽ thất bại khi cuối đời. Đừng đợi nước đến chân mà chạy không kịp. Quý vị phải nhớ rằng cái nhân cái quả mình phải tin. Thì đã là cái nhân cái quả thì chúng ta đang niệm Phật là gieo hạt giống Phật. Thì mỗi ngày chúng ta dụng công tu là tưới tẩm hạt giống này. Khi tưới tẩm hạt giống này khi cuối đời là người ta hộ niệm mình là sự giúp đỡ. Quý vị phải nhớ rằng hộ niệm là tình người. Hộ niệm là một cái tình người trong cái cõi đời này. Nếu như cuối cuộc đời mình mà không ai hộ niệm cho mình thì cái cõi đời này chúng ta sống vô tình, vô nghĩa quá. Nên cái hộ niệm là cái tình người sống trong cõi đời này là để phù hợp nhân sinh và tình người. Chứ cái việc giảng sanh dù có hộ niệm hay không hộ niệm quý vị cũng thành công. Còn nếu như quý vị không gầy dựng được tín nguyện thì dù có 100 người hộ niệm quý vị cũng hoàn toàn thất bại. Nên người muốn yên tâm là mỗi ngày phải càng quân tập, mỗi ngày phải càng nhìn lại tâm mình. Mình tu tập niệm Phật mà tính tình mình sao? Đụng thuận, đụng nghịch mình sao? Có người đa phần là cầu thuận quý vị à, không ai chịu nghịch bao giờ. Nhưng cái thuận quá nó cũng chưa chắc đặc biệt đâu. Dính vào nó, khi nghịch rồi trở tay không kịp. Tính nguyện niệm Phật là gầy dựng ngay cái nghịch cảnh, nghịch duyên mà bạn có niệm Phật hay không? Có nhiều người niệm Phật, tu nhân nhất đức rất là nhiều. Nhưng khi chúng ta đủ cái nghịch cảnh, nghịch duyên thì chúng ta lại hờn trách Phật Bồ Tát. Và bản thân mình sẽ không tu nữa. Đó là cái không phải gầy dựng tính nguyện. Nên những đức nói rằng phải gầy dựng tính nguyện cho cực kỳ mạnh. Đừng có sợ khi cuối cùng được không ai hộ niệm cho mình. Đừng sợ điều này, yên tâm đi. Quý vị cứ tu cho tốt đi, hãy tin Phật đi quý vị à. Hãy tin Phật đi. Vì thấy như thế là kẻ phàm phu nè, phàm phu nè, còn tạo tội nghiệp nè. Khi ở trong chùa và niệm niệm gì người, mong lợi ích cho người ta, bước ra khỏi chùa rồi tiếp tục làm những việc lợi ích cho người ta liền luôn. Quý vị nghĩ Phật Bồ Tát tâm cỡ nào chưa? Tâm Phật Bồ Tát lớn cỡ nào chưa? Các ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những người tin các ngài đâu. Nhưng chúng ta bị một cái bệnh là tin các ngài rồi mà còn nghi các ngài. Một câu Phật hiệu không đủ. Nên chúng ta phải thêm nhiều thứ. Rồi cuối cùng cái lòng tin bổ nguyện đã bị hoàn toàn phá vỡ từ cái chúng ta nghi. Một câu Phật hiệu là đủ rồi. Nguyện thứ 18 một câu Phật hiệu là đủ rồi nhưng chúng ta cho nó chưa đủ. Nên chúng ta nghĩ rằng phải thêm cái gì, lỡ bổ nguyện chưa được thì còn cái này. Đó, cái đó là cái phá vỡ tín nguyện niệm Phật đó quý vị. Nghĩa là mình nói mình tin nhưng mình còn thêm cái gì đó để lỡ cái này chưa được thì còn cái này để hỗ trợ. Còn bổ nguyện thì thật sự là đủ, hoàn toàn đủ nếu như chúng ta hoàn toàn tin. Còn ai chưa tin thì cứ là chưa đủ, chúng ta cứ thêm. Nên những đức nói rằng cả đời của những đức cứ là áp dụng niệm Phật lễ Phật, niệm Phật lễ Phật. Ai chê mình ngu khờ không biết nhiều kệ, cứ niệm Phật lễ Phật, niệm Phật lễ Phật như Hòa Thượng Hải Hiền. Cả đời cứ niệm Phật như vậy. Trong thuận cũng niệm Phật, trong nghịch cũng niệm Phật, cứ niệm Phật. Hoặc khuyên những người hữu duyên, những người đủ duyên chúng ta cùng niệm Phật quý vị. Còn những người quý vị muốn thêm cái gì thì quý vị cứ thêm, không sao cả. Chúng ta vẫn là bạn đồng tu thôi. Nhưng nếu chúng ta thấy một câu Phật hiệu là đủ rồi thì cứ áp dụng. Thật sự mà nói thời cuộc này nó quá nhiều việc lu bu rồi. Bận quá. Đã bận quá mà còn thêm nữa không có thời gian. Nên chúng ta bận quá thì thôi chúng ta quy nhất cho nó ít lại để chúng ta dễ tu.
bận quá thì thôi mình ít lại để cho dễ tu. Vì sao Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ mình thờ mặt pháp niệm Phật? Vì sao Bổn Nguyện Di Đà đưa câu Phật hiệu? Vì các ngài đều biết cái thờ mặt pháp này, cái thờ này là cái thờ bận biểu, nên đưa cái pháp tu phải dễ tu. Bây giờ những Đức hỏi quý vị nè, như giờ này chúng ta gần, những Đức nghĩ rằng chắc hơn 2.000 người đó. Tại vì khoảng 1.800 thành viên thì trong đó 3-4 người, 5-10 người, mấy chục người, thì chắc chắn là hơn 2.000 người niệm Phật rồi. Thấy không? Tại sao đông người niệm Phật như vậy? Vì dễ niệm Phật, dễ. Còn nếu như giờ Đức đưa ra đền ra thì không bao giờ có số lượng này, không bao giờ có đâu quý vị. Và một ngày năm thờ của những Đức là giá chót nhất cũng là 1.000 thành viên để cùng tu. 1.000 thành viên đó thì số lượng chắc chắn là khoảng 1.200 hoặc 1.300 người. Mỗi thờ tu là như vậy. Còn buổi tối này với buổi sáng là đông nhất. Như tối đêm nay 12 giờ khuya thì khoảng 800 thành viên chúng ta cùng niệm Phật. Thì biết vì sao mình đông người niệm Phật như vậy? Vì sao? Vì cái thờ khóa này quá dễ tu. Và tu nó quá an lạc. Tu nó quá nhẹ nhàng. Nên những người mà có cốc riêng đồ đó, quý thầy, quý sư cô mà cốc riêng đó, là dùng cái cách tu này để áp dụng tu. Vì chính những Đức một mình nè, những Đức đang tu một mình mà mỗi ngày những Đức tu năm thờ được, có nghĩa là ở trong cốc mình tu thờ xong mình đi nấu cơm, mình nấu gói mì ăn, mình bắt nồi cơm lên mình lễ vật thờ, xong mình luộc rau, có miếng chao, miếng đậu hũ, chiên ăn xong. Mà quý vị biết rằng quý vị mà lo tu vậy nghe, ở trong cốc khỏi cần đi đâu hết, hết gạo có người đem gạo đến 100% luôn. Chàng ơi, cái Bổn Nguyện Di Đà quý vị nó đơn giản á quý vị. Không phải Phật A Di Đà đem lại đâu, phải Quan Âm Bồ Tát đem lại đâu, mà Bổn Nguyện của các ngài á, trong cái Bổn Nguyện đó nó có gia trì công đức phước duyên đầy đủ á. Mình tin mình niệm, vừa hết gạo có người đem lại. Phải tin chỗ này nè. Đừng có lo, các ngài không có để mình đói đâu. Chàng ơi, đệ tử Phật mà sao đói? Cứ chân thật mà niệm đi, không có sao đâu, đừng có lo. Cho cái tâm nó an lạc đó. Nên chúng ta tu tập xong, những Đức nói chuyện chút xíu để đại gia đình chúng ta được tâm sự, để gây dựng tín nguyện á, càng mạnh thêm. Lúc nào cũng tin Phật, niệm Phật hết. Để khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.